Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Hải Gà. Tiếp tục series thì Victoria 3 thì anh em hôm nay vẫn đang tham vọng chiếm được Siem, khu vực Bangkok, Thái Lan. Khá là đau đầu khi mà nó có thêm một cái thế lực mới, đó là thế lực Đông Ấn. Mặc dù cái thế lực Đông Ấn bây giờ nó đã giảm quyền lực đi khá nhiều rồi, cũng như nó cũng chỉ có cần tầm 100 tiểu đoàn thôi. Và bên mình thì quân mình đã xây dựng được 123 tiểu đoàn rồi, khá là mạnh rồi. Và chúng ta sẽ cùng nghiên cứu một chút nữa để có thể đưa ra một cái chiến lược an toàn nhất để có thể chiến thắng được trong cái cuộc chiến này. Chúc hai ba là chúng ta sẽ bắt đầu trận chiến với quân Xiêm. Và đó thì chúng ta sẽ cần phải tính toán một chút về cái tiền bạc. Ta sẽ cùng quan sát nhé. Xiêm có 40 à, còn trong một ở nhà nữa à, chúng ta sẽ phải xử lý phát sinh thành một ở nhà. Mình sẽ không giúp đỡ bọn miến điện nữa để giúp cho cái lượng là tài sản tiền bạc cái tiền ở đất nước nó nhầm 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 nó triển hơn, nó an toàn hơn. Okay. Cái miến điện thì cái hiện miến điện thì nó đang khá là theo mình. Điện nó đang khá là theo mình. Đang khá là theo mình. Khu vực là nó ở khu vực này nó đang có cái kiểu đâu đâu náo động, nó đang có cái rối loạn thì dân chúng. Ok, cầm nhá. Bồ Đào Nha có khả năng, thằng này thì có khả năng nó sẽ tham gia cái cuộc chiến này thôi, nhưng mình sợ
Có lẽ là đánh thằng Miến Điện nó sẽ an toàn hơn. Đội ngoại giao đồng minh với thằng nào đây? Senegal. Sẽ đánh thằng Senegal trước đi. Mình sẽ có lẽ là mình sẽ ngoại giao với thằng bộ đội nhà để giúp cho cái tỷ lệ này nó giảm bớt đi đã, để cho nó không không tham gia vào cái cuộc chiến này, thì mình sẽ bớt đi được cái mối lo. Nếu mà mình ngoại giao tốt với thằng Ý, à, với thằng Hà Lan thì sẽ rất có nhiều lợi ích, có rất nhiều lợi ích. Đồng minh với thằng Hà Lan. Mình đồng minh với thằng Hà Lan. Ok. Đây rồi. À không, nó đồng minh nhưng nó vẫn có tỷ lệ sẽ tham gia vào cuộc chiến này. Chiến. Ok, sẽ đợi một chút nữa đi. Là đau đầu khi đưa ai vào. Thằng Hà Lan và thằng Bồ Đào Nha vẫn có tỷ lệ sẽ tham gia vào cuộc chiến này. Nếu thằng Hà Lan rút ra thì nếu thằng Hà Lan rút thằng Hà Lan thì thắng chắc. Giúp đỡ thằng này. Mất 12k. Mình sẽ đợi một chút.
mình sẽ rút thằng bồ, à mình sẽ giúp đỡ thằng bồ mất 12k, đổi lại nó sẽ không tham gia cuộc chiến này. Giúp thằng bồ thì nó không tham gia vào cuộc chiến này thì mình dễ xử lý cái thằng này hơn. Đây rồi, giúp thằng Hà Lan, nếu thằng Hà Lan này nó không tham gia vào cuộc chiến này. Mình sẽ kiên trì một chút. Khi mà cái độ thân mật này nó lên đến 80, độ thân mật lên cao thì bọn nó sẽ không can dự vào cái cuộc chiến này đâu. Xuyên với Senegal, Bồ Đào Nha thì không phải đối thủ của mình đâu. Chỉ sợ là bọn có bọn khác nhảy vào thôi. Bọn anh là một quan hệ, là mối liên hệ khá là nguy hiểm. Thực ra thì cái này nó chỉ là có khả năng thôi, có khả năng, và mình nghĩ là nó sẽ không tham gia vào cuộc chiến này. Hà Lan nó sẽ không tham gia vào cuộc chiến này, nhưng mà nghĩ rồi chưa đủ. Mình sẽ xem Hà Lan nó đã có cái công ước với bọn Siêm về phòng ngự. Bọn Hà Lan nó cũng không muốn quan hệ với thằng này đâu. Nó đang thay đổi, nó sẽ thay đổi và nó sẽ rút khỏi cái cuộc chiến này để anh em mình có thể chiếm được thằng Siêm này. Cần thời gian thôi anh em, đợi kiên trì, kiên nhẫn thôi. Tin nhận để thân mật lên. Cái này tốn mất mười mấy k tiền luôn đấy, để giúp bọn họ. Còn đại thanh này nữa, mình đang cống nhận bọn đại thanh người lính cắt nhau đầu vậy cơ chứ. 62 70, 100, 130, 104, 108. Mình sẽ bao 120 rồi. Bánh là thua. Chắc chắn thua. Chưa khi bọn Hà Lan này nó rút không. Bọn Hà Lan với bọn Bồ.
nên chỉ đợi bọn Hà Lan và bọn Bồ nó giúp nha. Bồ rút rồi, bọn Đông Ấn đã rút nữa thì cái này xiêm coi như bỏ. Mình vẫn phải luôn quan tâm đến anh đau đầu lắm, nó mà can thiệp vào thì xong đuôi luôn. Chưa được, mình kỳ vọng là lên 80, mắc 80 thì mắc 80 cộng với việc là mình đã bỏ ra đến mười mấy k tiền để giúp đỡ bọn nó thì nó sẽ bỏ cái thằng, nó sẽ bỏ thằng nào, bỏ thằng này, bỏ thằng siêu để anh em thi đua 70 rồi. Xem qua kiến thức một chút nhé. Mặt chất mình đang điều chỉnh một chút để cái mình đang điều chỉnh một chút để năm chưa chưa bắt đang điều chỉnh một chút về cái tiền bạc.
nó đang phản đối chiến tranh, bảo là chiến tranh liên miên trong bao nhiêu năm rồi mà vẫn muốn chiến tranh. Đây rồi, 1080 rồi, mắc có mẹ đâu rồi. Đánh nha, đánh nha, quyết rồi, đánh nha. Mình nghĩ là thằng này nó sẽ không tham gia vào cuộc chiến này đâu, vì nó có khả năng thôi, và mình đang cái ngoại giao của mình với nó là khá là tốt. Đánh đi. Có cái đồng bào cả nước không đến nhà chỉ ra cướp nước. Ok, 87%. Và hiện tại thì thằng hiện tại thì thằng Bồ Đào Nha, thằng Hà Lan nó chưa tham gia vào, nó chưa tham gia vào cuộc chiến này. Nó chưa tham gia vào cuộc chiến này. Mình đã có 4 triệu 3 tiền vàng dự trữ, vẫn dẫn đến là cái tiền vàng nó âm 8k này, nó cũng không quá đau đầu nếu một cuộc chiến này không kéo dài. Bọn kia chạy hết. Kia chạy mất dép luôn. Thằng Hà Lan nó không tham gia. Tham gia là sao được. Mẹ ta đang mẹ. Mẹ thành lập đồng minh luôn. Mình đang chi tiêu khá là nhiều cuộc chiến này. Bọn nó thất này thì thực ra là bọn nó quân của nó rất yếu. Chỉ sợ là thấy thằng co mà làm kéo cuộc chiến đến cái việc đình chiến thôi. Mấy 6% ưu thế cuộc chiến với, đúng là như kỳ vọng thì bọn bọn Hà Lan nó đã không tham gia vào cuộc chiến này, và Hà Lan nó không tham gia thì nó quá là dễ dàng, chỉ sợ là bọn khác lại nhảy vào lại mình đi chẳng hạn. Thank you.
chịu tốn nhiều ạ. Chiến nó đang đi đến những cái hồi được kết rồi, được đi đây thêm 100% luôn. Anh em đã chiếm được khá là nhiều đất rồi. Di chuyển một chút đội quân xuống đây để chiếm luôn cái vùng nhỏ lẻ còn lại ở đây. Tất nhiên nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cái khu vực này đâu. Này, có thằng anh đánh rồi. Ok, nó đã đầu hàng. Lâu hàng anh em ơi, chiếm được phần lớn cái khu vực chiếm được phần lớn khu vực của Năm 1914 còn khá là lâu nữa mình phải đánh cái tiếp thằng Xiêm này. Bây giờ mình phải ổn định tình hình trong nước nữa. Ok, Đại Nam của mình bây giờ đã khá lớn rồi đấy anh em ơi.
Ok, mình đã chiếm được đa số phần xiêm rồi và bây giờ thì có lẽ là sẽ đi đi chiếm thẳng miến điện nhỉ. Năm sau mình có thể đánh được thằng miến điện đấy. Mình chỉ sợ là mình thằng miến điện này nó liên kết với một thằng nào thôi. Đau đầu hết này. Trăm 69%. Bồ Đào Nha, đến thằng Bồ Đào Nha này nó không cần tiền mình bao nuôi luôn ạ. Miến điện này nó cũng khá là yếu thôi, chỉ có 20 binh doanh này. Tất nhiên là nó sẽ còn những vùng này nữa. Từ là 40 40 10 1 2 4 3 mấy thế nhỉ? 43 thôi anh em ơi. Thì được. Thank you.
Hôm nay mình sẽ tôn tính thằng này luôn. Đây rồi. Động vật Hà Lan, ngay bọn động vật Hà Lan. Làm sao mà nó vào được khi mà nó đang đốt của mình mày mười mấy ca khu này đi. Mình đánh nó trên đây, đánh bọn miễn điện trên đây phát dưới đây bọn này nó làm loạn luôn. Thank you.
96 tuổi mà ông này đây thì để thắng cũng cao. Tốn khá là nhiều tiền của những cái cuộc chiến tranh này.
trận chiến này căng thẳng không, nứt cả não. Bọn 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 nhà và bọn kia không tham gia được vì là mẹ ăn tiền không mẹ ăn rồi. Tôi bệnh chỗ đây nha. Sao đâu nhỉ? Mình dồn toàn lực luôn, tổng lực luôn đó. Để ông mẹ cậu cắt quân dự bị động viên luôn anh em. Full option luôn nhé. Thua thì đau não lắm. Tốn 1 triệu để chiến tranh tiêu phí 1,9 triệu, 1,9 triệu đồng, còn bên này bên này cũng 1,9 triệu, bánh cho nó thiệt luôn. Quên cái thằng Anh Quốc được, quá nguy hiểm. Mình có nên giúp đỡ nó bây giờ không nhỉ? Mày không đỡ nó lại nhảy vào cuộc chiến này là thì chết luôn đấy. Thằng Miến Điện này nó mạnh thế nhỉ? Mẹ tiêu tốn rất là nhiều, không đâu đâu.
nghĩa là tiếng Anh như thế nào ạ? Đầu đấy. Ô tô thường để ở đâu á? Chiến này nó tiêu tốn quá nhiều tiền bạc.
Ô đau thật sự. Bây giờ đầu hàng mất chim ai.
Ai, cuộc chiến với Miến Điện thực sự là mẹ quá căng thẳng luôn, và bây giờ đến thời điểm bây giờ thì nó đã mẹ đi quá giới hạn mà mẹ cái ngày hôm nay, và sau đó thì tôi lại tiếp tục lấn sân vào một cuộc chiến khác, đó là cuộc chiến với lại Xiêm Xiêm Lào và Xiêm Campuchia, Bangkok Thái Lan. Hy vọng là mình sẽ thắng được trong cuộc chiến này. Vẫn thằng Lao nó cũng tham gia với mình luôn mọi người nhá. Ok, thắng rồi. Tôi làm chuột để nghiên cứu. Ngầm cứ
đến kết thúc. Mình cũng chiếu được một khu vực nhỏ. Sự nhẹ cái thằng giúp đang này. Ba một hai ba là mình sẽ giờ là đến cái thời đại thời điểm khu vực kinh tế anh em đánh nhau nhiều quá. Chiến bằng xiên chỉ là cái chuyện trước mắt thôi, ok anh em. Và hôm nay clip này nó dài quá, đánh mỏi cái mồm, mỏi cái mặt, mỏi cái tay rồi. Mà hẹn anh em ở clip tiếp theo sẽ chiếm toàn bộ cái xiên này để làm nha, để có thể khu vực Đông Nam Á, không nhất khu vực Đông Nam Á, tất nhiên là những cái khu Miến Điện thì mình chưa thể tham vọng được. Miến Điện này đánh mẹ là dài nổi. Ok, mình kết thúc ở đây nha. Mọi người nhấn like, subscribe, đăng ký kênh và để lại bình luận góp ý để mình hoàn thiện thêm những video cũng như là theo dõi tiếp cái hành trình mình chiến đấu để có thể thống nhất đất nước nhé. Thống nhất bản đồ thế giới. Ok anh em.